chính em. Ok baby, anh sẽ cho em bay đến cái nơi thiên đường, ở nơi đó sẽ chỉ có gió cùng đàn mây, nghe đưa giấc mơ về đây. Nắng mặt trời thôi sắp có một là nơi em qua đến, nhưng mà con tim em lạnh giá. Ôi có em ơi, em mau tỉnh lại đi, em cứ hứa em vẫn còn yêu em như khi xưa. Ông ăn sô vi em đã bị ăn một quả dưa bơ. Say đắm giấc mơ ngày nắng. Những thiên đường với bao ngọt ngào mà em muốn chỉ được ở trong vòng tay ấm êm của anh. Cuộc sống có nhiều thứ khó nói ra, em không mong anh sẽ hiểu được hay nghĩ để sai chính em. Giấc mơ nào cũng đến lúc vỡ òa rồi tan biến. Anh biết điều đó nên khi em lừa dối anh không hề ngạc nhiên. Tại vì sao cái ngày em ngọt ngào và thướt tha, đôi mắt em nhìn về phía anh, đôi hàng mi chớp nhanh và bờ môi không có nói qua mượt mà. Giờ anh thì sao đã bay đến phương trời nào, có tốt hơn khi bên anh như lúc xưa mình đắm say trong chân gối vui đùa cùng nhau. Còn không nghe em, còn không nghe, đôi bàn tay nó đã không đủ ấm để giữ em. Có những thiên đường với bao ngọt ngào mà em muốn chỉ được ở trong vòng tay ấm. Tình cảm giờ đây thực sự đã phai phôi, này em quay bước đi. Tất cả là do tôi hay là do em muốn tìm thiên đường mới? Em ra đi để lại khúc nhạc giang dở cùng với góc phố lạnh tối mờ, nơi đây giờ mình tôi bỡ ngỡ từng hơi thở với những nỗi đợi chờ. Có thể đã đến lúc rồi, chiều chuyện hai đứa cũng đã đến hồi kết. Kết thúc yêu thương để không còn phải vấn vương, kết thúc quá khứ để tìm được tương lai, như vậy được chứ? Em quay về đây và muốn làm lại từ đầu. Thôi thôi xin lỗi, em có yêu anh đâu. Tình cũ đậm sâu từ giờ thì oh no. Em theo người ta chẳng để lại lấy một câu, giờ thì let me go.